Thì hôm nay em tiến hành em tưới tưới cái vườn cà xong rồi. Thì tưới vườn cà xong rồi thì em đập bét rất là nhiều luôn. Đập bét 6 tiếng, 7 tiếng. Thì bây giờ em tiến hành em sẽ dùng cái này em chặn đọt nó lại. Chặn đọt cái thằng bơ kìa bác kìa. Chặn đọt bơ lại chứ không nó đi đọt của em thì nó cũng dở bác ha. Đấy thì cái đọt cái bông sầu riêng nó chưa sầu nhị thì các bác vẫn xài được cái sản phẩm này các bác nhá, chặn đọt này, nó chuyên cho bơ bác ha. Thì cái clip mà em review chi tiết về cái sản phẩm này thì nó có cái chất ức chế sinh trưởng đấy bác ạ, CCC các bác ha. Đấy. Thì em có clip em đã review chi tiết cái này rồi. Thì cái sản phẩm này thì nó cũng tương đồng với lại là cái sản phẩm của em nhưng mà nó rẻ hơn một nửa các bác nhá. Đấy. Cái này là chuyên chặn đọt đây, bơ này, sầu riêng. Thế thì tại sao em dám xịt cái sầu riêng của em, cái bơ của em, bởi vì nó rất là nhiều bông. Thì đây là các bác này. Nó có cái đâu rồi, để em cho bác đây. Nó không đây nha, không nóng nhá, không nóng bông các bác nha, không nóng trái các bác nha. Đấy, các bác xịt thoải mái. Đó, ok các bác ha. Thì bây giờ cũng gần trưa rồi. Thì bây giờ em tiến hành em pha rồi em tưới. À quên, em phun. Thì cái gói này là em cũng nhập vô là 95.000 nhá. Em 95.000 em gửi đến các bác, là các bác nào mà mua thì 120. Đó, 120. Thì cái gói này là nửa ký, các bác pha cho một phi các bác ha. Nó chặn đọt tất cả các loại cây các bác ha, nhưng mà nó chuyên về sầu riêng với lại bơ. Đấy thì tại sao nó chuyên về bơ và sầu riêng thì tại vì là cái người mà làm ra cái sản phẩm này thì chuyên về làm bơ và làm sầu riêng thì người ta đặt cái tên như thế. Chứ còn thực ra cái sản phẩm này chặn tất cả các loại cây các bác ha. Đấy, chặn đọt tất cả các loại đọt. Đấy. Thì em sẽ có một cái clip em đã review chi tiết cái này rồi. Thì cái gói này là các bác phải hòa được 200 lít ha. 200 lít nước các bác xịt. Xịt là cái cách xịt là không xịt vào cành các bác xịt vào lá thôi ha. Vào đọt thôi để cho nó có đọt thì nó đi nhanh hơn, còn không thì nó ức chế lại, nó không cho đi đọt các bác ha. Cái sản phẩm này các bác làm nông nghiệp ấy, nhất là cái dòng bơ và sầu riêng thì các bác nên có cái sản phẩm này trong nhà để các bác xử lý ha. Và bây giờ em tiến hành em pha chế rồi em đi phun, cũng gần trưa rồi các bác nhá. Đây em xịt này, xịt cái này là chặn đọt các bác nhá, xịt cứ vào đọt. Có bông thoải mái đấy. Rồi. Xịt lướt qua một cái để cho nó chặn đọt lại ha. Anh yên tâm. Đấy. Đấy, các bác biết là hiểu tại sao là em làm bơ thành công chưa? Đấy. Nó phải có cái phương pháp hết các bác nhá. Đấy. Nhưng mà cái thời tiết này thì nó hơi khó bác ạ. Đấy, nó không thả nó mưa nhá. Em nói thả nó mưa chứ cứ đừng có sương muối được. Sương muối thì đúng thật bỏ tay các bác ạ. Không ai nói hay được đâu. Đấy, như thế này, đấy. Xịt lướt hết qua ha. Nó không ảnh hưởng đến bông đâu. Cứ đâm hết qua nha. Xịt cứ đâm hết đi, không sợ đâu. Đấy. Cứ xịt thoải mái đi. Em là người làm bơ mà thì em bán thuốc thì em phải xịt đầu tiên, là nói gương các bác ha. Đấy, đấy, ok. Nó gió thì chỉ cái kiểu gió này nó đón hết các bác ha. Đấy, ok. Đấy, xịt một mình ấy là quay các bác gọi là ấy thôi, chứ còn sau đây là em sẽ quay đủ cái dung cái số lượng thời lượng ấy, là em sẽ cắt đi em đi xịt gói nhá. Chứ một mình một vòi này xịt lâu lắm. Tại vì em tưới bét mà. Nên là phải xịt cái kiểu này chứ không em không xịt kiểu này đâu. Nó mệt lắm. Không xịt nó ra đọt hết các nha. Rồi cái này lướt lướt thôi. Rồi ok, cái này em xịt cái này thôi, để em còn đi xịt cái chỗ khác nữa nha. Đây các bác, như cái đọt non này các bác nhá, bác phải chặn lại này. Chứ không chặn lại là nó không bao giờ đậu đâu. Đấy. Không bao giờ đậu bác nhá. Đấy. Đấy. Xịt rất rất kỹ bác ha. Đấy. Đây này bác nhá, bác nhìn thấy nhá. Đấy. Bông thế này mà em đè đầu ông xịt này. Đấy. Đấy. Ok bác ha. Đấy.
Rồi, để em xịt tiếp cái kia.